Xin chào các bạn đã quay trở lại với Gia Bảo Channel. Trên tay Gia Bảo Luxury ngày hôm nay sẽ là một thiết kế đến từ nhà sản xuất Hublot, một chiếc Hublot Big Bang. Thực tế, những chiếc đồng hồ Hublot Big Bang đã xuất hiện từ thế kỷ trước. Tuy nhiên, đến thế kỷ thứ 21 mới bùng lên một cách mạnh mẽ, được cộng đồng yêu đồng hồ khắp nơi trên thế giới đem lòng mến mộ. Những chiếc Hublot Big Bang gồm có từ những chiếc ba kim đơn giản đến những chiếc phức tạp hơn với những tính năng như là chronograph, GMT, lịch vạn niên, tourbillon và nằm trong lối thiết kế Tutti Frutti. Và trên tay Gia Bảo Luxury ngày hôm nay là một chiếc Hublot Big Bang Dark Blue Diamonds Gold với sắc xanh của mặt số. Chiếc đồng hồ Hublot Big Bang là sự kết hợp nhuần nhuyễn của những yếu tố truyền thống cũng như hiện đại của đến từ nhà sản xuất Hublot. Trước hết là bảo vệ cho chiếc đồng hồ Hublot Big Bang này là bộ vỏ khung bằng vàng vàng 5N siêu cứng và bền bỉ từ nhà Hublot. Thông thường những chiếc đồng hồ Hublot có kích thước khá lớn. Tuy nhiên, trong chiếc đồng hồ Hublot Big Bang này, nhà sản xuất đã thu gọn kích thước xuống chỉ còn đường kính 41mm. Nên thực sự là so với những cái mẫu trước đó thì mẫu này lên tay sẽ nhỏ gọn hơn hẳn. Với 5 tầng của bộ vỏ khung quen thuộc nhà Hublot, bộ vỏ khung dáng sandwich 5 tầng, chiếc Hublot Big Bang này được cấu thành từ hai chất liệu là vàng vàng và chất liệu thứ hai là nhựa tổng hợp có màu xanh. Nhìn chung bộ vỏ khung sandwich 5 tầng, hai chất liệu đã được gắn kết đặc biệt và chắc chắn giúp chiếc Hublot Big Bang trên tay Gia Bảo Luxury ngày hôm nay có thể chống thấm nước ở độ sâu là 100m. Tầng đầu tiên là một vành bezel bằng vàng hồng 18K, không chỉ được đánh nhãn bóng tinh tế ở phía bên cạnh ngoài, nhà sản xuất còn trang bị cho vành bezel 114 viên kim cương đều đặn để tăng thêm vẻ quý phái. Dĩ nhiên rồi, trên vành bezel của chiếc Hublot Big Bang này không thiếu 6 đinh ốc hình tròn. Đây được xem là dấu hiệu nhận biết riêng những chiếc Hublot Big Bang và những chiếc đồng hồ Hublot. 6 đinh ốc có dạng tròn nhưng được làm cách điệu thành hình chữ H đại diện cho thương hiệu Hublot. 6 đinh ốc được làm từ chất liệu titanium siêu cứng và bền và nay thì được đánh bóng bề mặt để hòa nhịp cùng với 114 viên kim cương sáng lấp lánh ở xung quanh. Riêng càng nối dây thì được nối liền với 3 tầng dưới cùng của bộ vỏ khung và càng nối dây thì được hoàn thiện theo một cách khác so với bộ khung. Nếu như bộ vỏ khung được đánh bóng toàn bộ thì càng nối dây lại được làm sức mở để đem lại cái nhìn nổi bật hơn. Riêng hai nút bấm tính năng chronograph tại góc 2 giờ và 4 giờ và đủ chỉnh giờ tại góc 3 giờ cũng được ứng dụng triết lý Art of Fusion, nghệ thuật của sự pha trộn với sự hòa quyện của hai chất liệu là vàng hồng cao cấp 18K và lớp đệm bằng cao su màu xanh ở bên trên, vừa đảm bảo tính thẩm mỹ cũng như vừa khiến thao tác điều chỉnh trở nên nhẹ nhàng và đơn giản hơn, hoàn thiện cho bộ vỏ khung khỏe khoắn và chắc chắn của chiếc Hublot Big Bang trên tay Gia Bảo Luxury ngày hôm nay. Nhà sản xuất Hublot đã trang bị dây đeo có phần khá là đặc biệt, được kết hợp bởi hai chất liệu đó là dây da cá sấu và cao su ở bên trong. Dây đeo có bề mặt là da cá sấu màu xanh ở bên ngoài sẽ đem lại cái nhìn tự nhiên và cuốn hút với những cái đường vân như thế này. Đi kèm dây đeo xanh của chiếc Hublot Big Bang là khóa gập có nút bấm của nhà Hublot. Bên trong thì được đánh bóng, còn bên ngoài thì được chạy sức mờ. Như đã nói, chiếc đồng hồ Hublot Big Bang được thiết kế theo concept Tutti Frutti, mang đầy màu sắc và ấn tượng sáng tạo của nhà Hublot. Và với chiếc đồng hồ trên tay Gia Bảo Luxury, nhà sản xuất Hublot đã trang bị mặt số màu xanh với chất liệu mới mẻ cùng tông màu với cả dây đeo da trong chất liệu nhựa tổng hợp của nhà sản xuất Hublot, đem đến cái nhìn hiện đại hơn. Mặt số có màu xanh lì cùng các chi tiết sẽ được quan sát kỹ lưỡng thông qua lớp kính sapphire chống lóa ở bên trước. Bên trên mặt số là 3 mặt số phụ, hệ thống cập chỉ giờ và một ô cửa sổ nhỏ báo ngày tại góc 4:30. 3 mặt số phụ lần lượt được đặt tại góc 3:00, 6:00 và 9:00. Tại góc 3:00 là mặt số phụ tính dây độc lập để theo dõi cũng như điều chỉnh thời gian được chính xác hơn. Tại góc 6:00 và 9:00 của chiếc Hublot Big Bang này là hai mặt số phụ phục vụ tính năng chronograph đã được vạch kẻ tương đối rõ ràng. Nhưng thực tế thì với thiết kế mặt số phụ chìm xuống như thế này
Để có thể nhìn được rõ mặt số vụ, chúng ta cần phải đặt chiếc đồng hồ đặt nghiêng để đón ánh sáng. Và có lẽ ba mặt số vụ được nhà sản xuất cố gắng thiết kế để làm trầm đi, làm nổi bật lên 12 cặp chỉ giờ bằng vàng hồng với kích thước lớn. 12 cặp chỉ giờ là sự pha trộn của việc sử dụng chữ số Ả Rập cùng cọc giờ gắn nổi dạng riêng biệt nhà Hublot, đem đến cái nhìn góc cạnh và mạnh mẽ. Nhưng riêng các con số như là 2, 4, 8, 10 và 12 được làm đặc biệt với thiết kế hiện đại cùng đường rãnh giữa xen kẽ hai hình thức hoàn thiện trải xước mờ và đánh bóng, nên khi nhìn gần nó sẽ phản xạ khác hơn so với các cọc số bình thường ở xung quanh. Phối hợp hoàn hảo cùng hệ thống cọc chỉ giờ của chiếc Hublot Big Bang trên tay Gia Bảo Luxury là bộ kim dáng bút chì được thiết kế dạng skeleton của riêng nhà Hublot. Dáng kim bút chì khỏe khoắn chỉ chính xác vị trí cọc số, nay đã được đánh bóng tỉ mỉ. Chỉ có riêng kim dây chronograph trung tâm được làm khác biệt với biểu tượng chữ H đậm chất nghệ thuật ở phía cuối của cây kim. Bổ sung cho vẻ đẹp khỏe khoắn của chiếc Hublot Big Bang trên tay Gia Bảo Luxury ngày hôm nay là bộ máy HUB4300 đập bền bỉ ở bên trong, lớp vỏ khung bằng vàng hồng. Thực tế, bộ vỏ khung HUB4300 được nhà sản xuất Hublot phát triển hơn một chút thông qua bộ máy nền tảng là Vanjoss 7750 nổi tiếng, đã được phát triển hơn với sắc màu của Hublot, với sự làm mới đó là có sự xuất hiện của một rotor mạ đen của nhà sản xuất Hublot. Bộ máy HUB4300 có thể cung cấp năng lượng cho chiếc Hublot Big Bang trên tay Gia Bảo vận hành trong khoảng 42 giờ đồng hồ khi được lên cót đầy đủ. Và hiện tại thì mẫu Hublot Big Bang số hiệu 341PL519LR1104 bằng vàng hồng có nạm kim cương trên vòng bezel được cung cấp với mức giá niêm yết khoảng 38.000 đô la Mỹ. Trên đây là video review về chiếc đồng hồ Hublot Big Bang đến từ Gia Bảo. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.